wonderful day for a duel among gentlemen. Shop.flo.com, shop Quang Huy nít Liên Quân giá rẻ. Vòng quay Quang Huy với tỷ lệ nội hụt cực cao. Máy nít Liên Quân giá siêu rẻ, 100% trắng thông tin. Mọi người truy cập ngay shop.flo.com nhé. Đây, mua phải như thế. Trời ơi, nãy giờ mua chán lắm rồi đấy. Cảm ơn Trương Nguyên nha, đúng không ạ? Về ngay không chết này. Thế, nãy giờ mình lấy cái đồ gì nhỉ? Cái này thử trận đổi đồ cái xem nào. Bây giờ là có lên chơi nhau không đây? Toàn bet for lo thôi. Toàn bet for lo TikToker thôi. Chả thấy đâu cả. Bet ở đâu chán thế. Trời ơi. Chán lắm rồi đây em ơi. Mua follow hay quá. Team à? Tú à? Tú nào đây? Trần Tú đâu anh em? Đâu, bet for low à? Đây à, Tú có người yêu đây à? Phải không đây? Không phải Tú có người yêu không đây? À đây, TikToker, Tú có người yêu à? Nghe cái tên này quen lắm này, xem TikTok mà hay thấy Tú có người yêu lắm này. 706055 à? Được à? Đấy, bet for low đây, 7 bao nhiêu? 706055. Đây rồi anh em, gặp bet for lo đây rồi. Thề cái bạn ơi, cú ngay lấy ngay cái em, lấy ngay cái ma cô của chiến. Nãy giờ là chưa thấy ai lấy được ma cô của chiến cả, nhanh lắm, bây giờ thì gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Đáng lẽ là live stream 2 tiếng là xong rồi đấy. Còn Triệu Vân, còn Văn Heo nữa cơ. Nào, đúng rồi, vào ngay, vào lấy ma cô của chiến ngay. Rô, cá rô. Ok. Cá rô. Ôi anh em ơi, nhanh. Bet for low à? À, bây giờ mới gặp đúng người anh em ơi. Lấy cốt ngay để còn chuyển sang con khác là má, chứ còn con Van Heo với con Triệu Vân còn chưa làm xong nữa. Hello anh em nhá, chúc mọi người xem livestream vui vẻ nhá. Lúc trận này nếu mà mình mà thua for lo là trả kèo ông Tú rồi, sau cái là bắt đầu mình chơi Triệu Vân với Van Heo nhá anh em. Còn Triệu Vân với Van Heo nữa nhá. Tú có người yêu. Cá rô. Cá rô, đâm. Úi dồi ôi, được qua nhỉ. Ôi, trời ơi, có cái gì đây? Má, được đây. Đây, muốn có đồ phải như vậy. Chết rồi, mất kèo rồi anh em ơi, mất kèo rồi. Ôi, ăn bắp trụ chết rồi. Ai quả. Ôi, bạn ơi. Bình tĩnh. Ôi, căng tê. Biết mua hay rồi.
được thua rồi đấy em ơi, chứ được thua follow rồi. Đã đánh bao nhiêu tiếng đồng hồ, đánh 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ bắt đầu mới được thua. Trời ơi, khổ lắm rồi đấy. Hello anh em nhá, chúc mình sẽ là chơi vui vẻ nhá. Được thua rồi, được thua rồi. Lệ 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 lệ. Hôm nay bố follow được quá anh em ơi. À bố follow nhanh quá. Đô được. Anh nhá, bình tĩnh lại thôi. Ghê thế. Nhưng mà nó kinh thế. Không được rồi anh em ơi, mất kèo rồi, xong kèo rồi. Xong kèo rồi, xong kèo rồi. Đợi có thể lùm lắm rồi đấy. À, cho xin một bạn vinh dự cái nào bạn ơi. Bạn Tú Tú gì ơi. Cho xin một bạn vinh dự cái nào. Căng thẳng thế. Không bại luôn hả. Không bại luôn hả. Cho xin bạn vinh dự cái nào. Bạn người nhé, người nhé. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Bố thế mà giết người đi. Trời ơi. Má bố địch thế. Bố phải lại chịu nhá. Bố phải lại phải chịu nhá. Chứ giờ này bán này là chiến chịu rồi đấy. Bố vào gặp bếp phổ lộ cái khác ngay. À gặp bố mới không. Ô ô ô thần bếp phổ lộ TikTok cái khác ngay. Chạy ngay phụ xong rồi. Chị chị ok ai ui lâu lắm rồi đây, 1 tiếng 44 phút rồi đây anh em ơi. Thôi đẩy nhà đi bạn ơi, đẩy nhà đi bạn ơi. Lẹ 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 lẹ. Để bắt đầu đến tiếp nữa nhá, đến tiếp con Triệu Vân với bạn heo nha anh em. Đẩy nhà đi bạn ơi. Ok, được nha. Từ từ. Nhấn đi fanpage nha bạn ơi. Ui dồi ôi, cuối cùng cũng xong kèo follow anh em ơi, mệt thật sự. Má nó chơi gần 2 tiếng đồng hồ chưa xong cái kèo follow. Bắt đầu lại đi tìm bet văn heo đây này. Lại bet văn heo anh em ơi. Lại cúp 1 văn heo. Cần lắm ai bet văn heo vào đây solo này. Xong 1 mã code rồi nha, xong 1 mã code rồi nha. Còn 2 mã code nữa. 2 mã code là dành cho Triệu Vân và follow. Ai nhập Triệu Vân và văn heo. Bây giờ đến văn heo này. Cần top văn heo. Cần tìm top văn heo anh em ơi. Top văn heo xin kèo. Xin kèo top văn heo anh em. Anh em anh em anh em.
Yeah.